Dấu hiệu mang thai sớm sẽ không hẳn chính xác 100%, nhưng nó cũng có phần nào giúp bạn biết được bên trong cơ thể đang có một sinh linh bé bỏng ngày một lớn lên. Hãy cùng tham khảo 8 dấu hiệu mang thai sau đây nhé. 1. Trễ kinh. Bạn sẽ không thấy kinh nguyệt xuất hiện sau khi quá trình thụ thai. Sau khi quá trình phôi thai làm tổ hoàn tất, cơ thể bạn sẽ bắt đầu sản sinh hormone HCG, hormone hướng sinh dục tiết ra từ nhau thai. Hormone này giúp cơ thể duy trì được thai kỳ và làm buồng trứng giảm bớt sự tích tụ trứng mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu mang thai, cách tốt nhất bạn nên thực hiện kiểm tra y khoa để biết bản thân có thai hay không. Nếu chu kỳ không đều, bạn nên sử dụng que thử thai để xác nhận. 2. Thay đổi ở vùng ngực. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở những phụ nữ mới có bầu là vùng ngực sưng, đau, núm vú trở nên sẫm màu và nhô ra, quầng vú lớn hơn. Nguyên nhân là do nồng độ hormone HCG, hormone thai kỳ tăng cao, khiến vùng ngực thay đổi hình dáng và kích cỡ. May mắn là sau 3 tháng đầu thai kỳ, triệu chứng này sẽ giảm dần và mất hẳn vì cơ thể bạn có khả năng tự điều chỉnh theo sự thay đổi nội tiết tố. 3. Đi tiểu nhiều lần. Nếu bạn không có bất kỳ thay đổi nào trong lối sống nhưng vẫn đi tiểu nhiều hơn bình thường, có nhiều khả năng cơ thể đang phát ra tín hiệu báo bạn đã đậu thai. Biểu hiện này thường xuất hiện ở trong khoảng 1 đến 3 tuần sau khi đậu thai. 4. Nóng. Sự thay đổi nồng độ hormone của cơ thể khi mang thai có thể khiến cho van giữa dạ dày và thực quản trở nên thư giãn. Điều này khiến axit dạ dày bị trào ngược dẫn đến trứng ở nóng. 5. Chuột rút. Sau khi trứng được thụ tinh thì di chuyển về phía tử cung để làm tổ lại thành tử cung. Đây là thời điểm mà có thể dẫn đến hiện tượng chuột rút, thường xảy ra giữa 6 đến 12 ngày sau khi trứng thụ tinh. Dấu hiệu này thường giống như chuột rút trong chu kỳ kinh nguyệt mà một số chị em vẫn hay gặp, nên bạn sẽ cần lưu ý hơn để có thể phân biệt dấu hiệu tiền kinh nguyệt với dấu hiệu mang thai. 6. Buồn nôn. Khoảng 2/3 phụ nữ mang bầu có cảm giác buồn nôn trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đây cũng là một trong những dấu hiệu mang thai rất sớm trong 1 đến 2 tuần đầu tiên. Sang tháng thứ 4, triệu chứng này sẽ giảm dần và mất hẳn, chỉ có một số ít trường hợp mẹ bầu bị chứng buồn nôn theo đến tận lúc sinh. 7. Chóng mặt, ngất xỉu. Hiện tượng lưu thông máu tăng do thay đổi nội tiết tố làm cho mạch máu giãn ra. Khi các mạch máu giãn ra và huyết áp giảm xuống, bạn sẽ cảm nhận được những cơn nhức đầu, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Ngoài ra ở đầu thai kỳ, hiện tượng ngất xỉu cũng có thể là do lượng đường trong máu thấp. 8. Thèm ăn bất thường. Ở nhiều phụ nữ, dù trước đây họ không thích một loại đồ ăn hoặc là ăn rất ít, nhưng khi có thai, họ sẽ thay đổi khẩu vị. Một trong những dấu hiệu có bầu một tuần dễ nhận biết là thèm ăn một hoặc vài món nào đó trong một thời gian. Khi bạn mang thai, bạn có thể gặp phải tất cả các triệu chứng này hoặc chỉ một vài trong số đó. Ở tuần đầu mang thai, các dấu hiệu có thể xuất hiện rõ ràng hoặc không rõ, nên bạn sẽ cần chú ý hơn đến sức khỏe và những thay đổi của cơ thể để sớm nhận ra thai kỳ đã bắt đầu.